Rồi, giao lưu anh em hai cây mai rừng núi đá Bình Thuận nha. Cái này bứng về nhà trồng cũng lâu rồi nè bà. Mặt bông từ 6 đến 12 cánh nha. Lá nè. Bự bự không. Đế nằm dưới nữa nha anh em. Đào lấy đế, lấy bầu luôn. Cao à. Cao thì cái này 2m8 à. Cao 2m8 nha. Đó hai cây đó. 3m đổ lại. Cây quá sung luôn nè. 39. Hoành đó 39 nha. Đế nó còn dưới nha anh em. Đây này nó ba bung ba chi nè. Trồng lâu rồi nè, cái tàn nó mập rồi nè. Bự hơn ngón tay cái rồi nè. Rồi cầm tay nè. Bông từ 6 đến 12 cánh. Mai rừng núi đá Bình Thuận nha. Đây, đây cái nè. Đó. Đế là bự cho sao nha. Em nào thích chơi tàn dinh thì bứng viên bầu luôn. Anh ta đi 2m7 à? Cao 2m7 nha em. Cây nào cũng như cái nấy à. Lá nè. Quành đi 42. Quành nó 42 nha. Mặt bông giờ không 6-12 cánh. Rồi được rồi. Cái tốt xùm xe luôn à. Anh em nào yêu thích thì làm cặp này giờ để sang vườn rồi nha, trước nhà rồi đó. Dâm nè, đứng nhiều lâu rồi nha, tượng mập bự ngón tay à. Đế thì bự sao lấy bầu luôn đó. Rồi, anh em nào yêu thích thì liên hệ nha. Hai cây. Okay.